không ạ? Em chào chị ơi, em là Kim Thoa đến từ chương trình Tự Tin Để Đẹp. Hiện tại thì em cũng đã đến gần chỗ cơ quan của chị làm việc rồi đó. Thì bây giờ em có thể lên trên phòng của chị luôn được không? Dạ. Rồi, vậy thì chị đón em nha. Dạ rồi, tí gặp chị, bye chị ạ. Dạ chú ạ. Dạ. Đi lên trên phòng. Dạ. Chào chị Trân. Chào chị. Dạ. Chị Phạm Quý Trân, 30 tuổi, đã lập gia đình được gần 5 năm và có một bé gái hơn 2 tuổi. Hiện đang làm kế toán giao dịch ngân hàng. Hãy cùng MC Kim Thoa tìm hiểu về câu chuyện người phụ nữ dễ mến này. Công việc hàng ngày của mình thì như thế nào chị Trân ha? Hàng ngày thì Trân cứ khách hàng vô á, thì mình sẽ nhận những cái giao dịch đó, xong rồi kiểm đếm tiền và hạch toán cho khách. Vì sao mình... bây giờ chị Trân lại đăng ký tham gia chương trình Tự Tin Để Đẹp? Hôm đó thì cũng là vô tình mình coi được cái chương trình trên TV7 xong rồi mình nhớ lại là những cái chương trình mà giống như của ngân hàng á. Thì khi mà các bạn đồng nghiệp đi lại những cái chương trình team building hay là gì đó, mình cảm thấy là mình lạc hậu so với các bạn đó. Có lẽ là các bạn đó còn trẻ quá hay là sao đó, cho nên mình tham dự cái chương trình này luôn. Còn lý do nào khác nữa không? Ông xã cũng muốn cái gì đó có một cái sự thay đổi cho nó khác thường ngày tí xíu. Bạn em cũng có người làm ngân hàng và bạn ấy nói là thường là phải make up này kia, nhưng mà chị thì cũng không bị bắt buộc hả? Thật ra thì cũng có, nhưng mà mình thì mình không có biết cái cách để trang điểm á, cho nên mình chỉ đánh son mà thôi, cho tươi lên là được rồi đúng không? Chị và ông xã gặp nhau vào hoàn cảnh nào? Thật ra là hồi mình là ở gần nhà. Hồi xưa là tiểu học là mình đã học chung rồi. Trung học thì học chung lớp luôn. Còn lên tới phổ thông á, thì anh có một năm anh học chung trường. Sau đó thì đi lên trên này rồi mình mới quen. Tức là thanh mai trúc mã đây là đúng không? Quen nhau từ cái thời mà còn bé tí là đã ở gần nhà nhau rồi. Lúc lên đây nè, mình chuẩn bị đi làm á, thì khi đó ông xã đưa rước á, xong rồi mình mới có cảm tình với nhau thôi. Trên này rồi đi làm là anh đưa đón hàng ngày luôn, vòng trái đất rồi quay lại. Kiểu là duyên số chị ha, duyên nợ rồi. Khoảng thời gian mà trước khi chị lập gia đình á, thì cái phong cách ăn mặc của chị nó có khác với bây giờ không? Cũng giống như vậy, nếu mà quần jean, áo thun, áo sơ mi thì nó cũng vậy thôi. Mà hồi xưa thì có vẻ như mình thấy mình quê hơn tí xíu nữa. Tại vì để tóc dài, lúc xưa thì để tóc dài lắm. Không cắt không gì luôn, gì cứ dài vậy thôi. Cứ dài thôi, nó qua đầu gối luôn. Sau này thì đi lúc mà mình đi làm á, thì mấy anh chị nói là như vậy thì nó cũng có thể nguy hiểm. Tại vì mình tiếp xúc với máy đâu đó. Khi mà cắt tóc như vậy thì ông xã có ủng hộ không? Đó thì anh nói dễ thương hơn. Vậy hả? Stylist kia rồi, chào Bông. Hai ngày hôm nay thì Kim Thoa đưa chị Quế Trân đến đây để gặp Bông và nhờ Bông sẽ tư vấn cho chị ấy về cái cách mà lựa chọn trang phục. Ngoài đồng phục của ngân hàng, chị Quế Trân thường không tự tin lắm với việc lựa chọn trang phục của mình. Liệu stylist Hannah Bông sẽ giúp chị ấy khắc phục điều này ra sao? Cả em cũng như là cả bạn Bông rất là muốn biết là cái ưu điểm cũng như là cái khuyết điểm về cái ngoại hình của chị mà từ trước tới giờ nhiều người nhận xét về mình á. Đối với Trân thì ưu điểm thì chị thấy da thì hơi sáng sáng thôi. Còn ưu điểm còn khuyết điểm là nó ốm quá. Chị Trân bao nhiêu ký ạ? Trân khoảng gần 43 ký thôi. Chị Trân có bao giờ mặc những cái đồ mà màu đen hoặc là màu trắng không? Màu đen thì chưa bao giờ mặc màu đen đúng không? Lý do vì sao mình chưa bao giờ mặc màu đen vậy? Cảm tính thôi. Mình sợ là nó sẽ làm cho mình nhìn nhỏ hơn, ốm hơn đúng không? Có thể là ốm với lại sợ nó tối. Rồi bây giờ hôm nay Bông sẽ tư vấn cho chị Trân cách lựa chọn cả cái trang phục màu đen luôn, tại vì không có cái màu sắc nào là giới hạn. Thế thì những cái trang phục này thì nó như thế nào hả Bông? Những cái trang phục này rất là lộ cái nhược điểm cơ thể của mình. Nghĩa là mình hơi ốm, vai của mình xuôi. Cái dạng vai xuôi này thì rất là hơi khó để chọn trang phục bình thường. Tại vì với những cái size quần áo bình thường thì có thể là mình sẽ hơi bị dư vai đúng không chị? Rồi bây giờ thì xin mời Bông hãy đưa chị Trân đi lựa chọn trang phục. Rồi chị đi theo Bông. Để phá đi cái tính đơn điệu của cái trang phục ấy, thì mình có 3 cách rất là đơn giản. Một là mình lựa chọn thay đổi màu sắc, hai là lựa chọn thay đổi form dáng, và ba là thay đổi chi tiết trên trang phục. Em sẽ lấy ví dụ của từng cái cách thay đổi luôn. Ví dụ như là một bộ đồ như thế này thì form dáng nó hoàn toàn rất là cơ bản, rất là bình thường, form suông thôi. Phần cổ áo và tay áo cũng không có điểm nhấn gì đặc biệt, nhưng mà chính cái họa tiết chấm bi trắng trên nền đen này nó tạo ra cảm giác vui mắt và sinh động hơn cho trang phục. Và những cái chi tiết tua du ở dưới này này, nó chính là cái chi tiết đúng rồi, tạo ra cảm giác lạ cho cái bộ trang phục này. Cái phần thẳng này nè thì mình
vẫn không thấy ốm. Mình vẫn đang có suy nghĩ là vì là mình sợ ốm nên mình lựa những cái trang phục mà nó hơi ôm sát vô người đúng không? Nhưng mà vô tình cái trang phục mà ôm quá sát vô người như vậy nó lại tố cáo cái khuyết điểm trên cơ thể của mình. Thì cái form suông này là form an toàn cho rất nhiều cơ thể phụ nữ, là mình không đáng quản lên mình cũng mặc được. Mình hơi mập, hơi mũm mĩm một chút xíu mình cũng mặc được, và mình quá ốm thì nó cũng sẽ giúp mình che đi một phần nào khuyết điểm của mình. Chứ là cái chất liệu mình đừng lựa chọn những chất liệu mà quá ôm bám vào cơ thể thì nó sẽ làm lộ nhược điểm của mình. Cái thứ hai ấy, mà Bông giới thiệu với chị ấy, thì có thể là cái tính chất công việc của mình là làm văn phòng nên mình cần những cái trang phục mà gọn gàng, đơn giản, không có sặc sỡ. Đúng rồi, cái màu sắc của trang phục màu trắng này thì chị cũng đã biết rồi, màu trắng nó làm cho mình có cảm giác là mình đầy đặn hơn, mình không bị ốm đi. Em cũng lại lựa chọn cho chị cái form suông mà có những cái đường ben nhấn vào ngực này, cũng sẽ làm giảm cái nhược điểm có thể là mình ốm. Cái màu trắng này thì giống như thường thường trên hai mặt. Đúng rồi, nếu mà để cho có tạo một cái điểm gì đó khác biệt ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn phụ kiện, túi sách, giày dép đi kèm. Mình có thể thay đổi những cái đó để làm mới cái bộ trang phục này. Cái trang phục thứ ba, cái này thì Bông đặc biệt giới thiệu với chị. Chính vì mình có một cái phần ngực của mình hơi bị nhỏ đúng không, và vai của mình hơi xuôi, nên mình sẽ ngại mặc những cái form như thế này, phải không? Thấy nó ốm cái cổ của mình thế là ốm. Chính cái chi tiết lưới này, cái phần ngực được xếp bên như thế này, nó lại tạo cho mình cái cảm giác nó sẽ đầy đặn hơn. Cái này là form ôm. Đúng rồi, form ôm. Trước giờ chân chưa có mặc cái màu đen này. Nếu như màu đen mà mình may những cái form mà nó quá là lùng bùng ấy, thì nó sẽ tạo cảm giác là mình ốm, mình quá bé nhỏ so với cái bộ đồ. Nhưng mà màu đen và form ôm thì nó lại tạo ra một cái cảm giác khác biệt. Nó sẽ tôn những cái đường cong trên cơ thể của mình. Bây giờ thì mình cùng đi thử đồ. Chị Quế Trân, từ trước tới giờ chưa bao giờ chị mặc đồ màu đen đúng không? Ngày hôm nay bạn Bông đã lựa cho chị một cái bộ trang phục màu đen. Chị cảm thấy như thế nào? Rất là lạ. Bây giờ em với chị sẽ cùng với cái trang phục này và tạm biệt stylist Bông, em sẽ đưa chị đến với salon tóc Steven để cùng làm tóc và make up cho chị. Chắc chắn là chị sẽ đẹp hơn với cái trang phục này. Bên trong. Xin chào hai chuyên gia. Xin chào. Giới thiệu với chị Quế Trân, đây chính là chuyên gia ngày hôm nay sẽ làm tóc cho chị, còn đây sẽ là chuyên gia make up cho chị. Và bây giờ thì em xin mời hai anh ngày hôm nay hãy cố gắng làm cho chị Quế Trân thật là đẹp nha. Thứ nhất, khuôn mặt của dì Trân là hơi ốm tí, thì bây giờ mình phải làm cái tóc như thế nào để cho nó làm cho cái khuôn mặt của dì Trân nó bầu bỉnh hơn. Thứ nhất là mình sẽ cắt cái mái ngang đến đây để nó tạo được cái dáng của cái khuôn mặt của dì Trân nó tròn. Thứ hai nữa là đến phần tóc đây thì bắt buộc em sẽ cắt cho chị Trân đến tầm ở đây ngắn, thì nó sẽ tạo ra khuôn mặt nhìn nó bầu bỉnh hơn mà nó xinh hơn. Thì đến ngày hôm nay thì em đã xác định được là gương mặt của chị có con mắt rất là to, và nhưng mà nó hơi mệt mỏi chút xíu, thì em sẽ khắc phục cho mắt của chị long lanh hơn, tươi trẻ hơn và mất đi cái quần thâm . Một kế toán ngân hàng, một người vợ và người mẹ của bé gái hơn 2 tuổi, chị Phạm Quế Trân đang muốn tìm kiếm một phong cách mới để phù hợp với bản thân mình. Hãy chờ đợi sự thay đổi của chị ấy. Kim Thoa hiện giờ đó chính là chị Xuân Trang, là chị họ của chị Quế Trân. Chào chị Trang. Chị thấy là Quế Trân cũng thích làm đẹp lắm, nhưng mà cái làm đẹp của Quế Trân nó cũng chưa có gì gọi là nổi bật. Cho nên là hôm nay em chỉ đến cái chương trình này, chị cũng hy vọng là cái chương trình này sẽ làm em chị thay đổi hoàn toàn. Rồi. Chúng ta hãy nhìn về phía bên kia để cùng chào đón chị Quế Trân, chị Trang nha. Rồi rồi. Khi mà đến với chương trình đó, chị hy vọng là chị sẽ được thay đổi như thế nào? Mình muốn là nó hiện đại hơn tí xíu. Chỉ hiện đại hơn tí xíu nhưng mà nó cũng là đơn giản. Tại vì thật ra mình không có thời gian để đi sáng. Cứ lu bu chứ bé nhỏ á. 1, 2, 3. Xin mời chị Quế Trân. Trời ơi, một cái đẹp vô cùng là lộng lẫy, từ trên xuống dưới chị không thể nào nhìn ra được em luôn. Nhìn ra luôn. Đúng là một cái chương trình thật là tự tin để làm đẹp luôn đấy. Liệu đây có phải là chị Phạm Quế Trân mà chúng ta đã thấy trước đây?
khi mà nghe chị của mình khen như vậy thì bây giờ chị cảm giác của chị như thế nào chị Quế Trân? Em cảm thấy tự tin hơn, lúc đầu và có gì đó phấn chấn trong lòng. Cái lúc mà được các chuyên gia tháo cái bức màn ở trên gương xuống đó, chị có còn nhớ cái cảm giác lúc đó không? Mình không nhận ra mình. Nói chung là rất là khác. Và chị đã hài lòng với ngoại hình mới hiện tại của mình chưa? Nói chung là rất là hiện đại và hài lòng. Hầu như xa lạ với những trang phục đen, nhưng chị Quế Trân lại được stylist Hana Bông lựa chọn cho một chiếc đầm đen ngang gối. Với kiểu dáng bút chì không chỉ phù hợp với vóc dáng của chị, mà còn giúp chị trông mới mẻ hơn và gợi cảm hơn. Điều thay đổi lớn nhất của chị Quế Trân chính là mái tóc dài quen thuộc đã được cắt ngắn, uốn nhẹ và tạo kiểu ấn tượng. Cuối cùng là phần trang điểm đơn giản nhưng đã giúp gương mặt chị thêm nét quyến rũ hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Con cũng mong cái chương trình này nó sẽ tiếp diễn mãi để phụ nữ chúng tôi được làm đẹp mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đã rất vui, rất hạnh phúc vì ngoại hình mới của mình đã quá thay đổi, quá khác lạ so với thường ngày. Và nếu như chị em chúng ta cũng muốn đăng ký tham gia chương trình thì đơn giản thôi, chỉ cần truy cập vào Facebook Tự Tin Để Đẹp quý vị nha. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 14 giờ thứ bảy tuần sau trên sóng HTV7. We'll be right back.